Thì bây giờ là mình đang chuẩn bị để mà đi ra ngoài để mua một ít đồ về để mà xài trong gia đình nè. Mấy cái đồ mà dụng cụ mà để sử dụng hàng ngày nấu ăn đồ trong gia đình á. Thì ở đây nó có một cái cửa hàng tiện dụng nhỏ như là cái siêu thị nhỏ vậy đó, thì mình thấy đại khái như là nó giống như ở Việt Nam mình mà Điện Máy Xanh vậy đó. Nhưng mà đồ của nó thì rất là rẻ, mình thấy cái gì cũng rẻ hơn của Việt Nam hết trơn á. Ở ngoài này thì những bà nội trợ giống như mình vậy nè, thì nếu mà mua đồ dùng trong gia đình á thì sẽ đi ra ngoài đó, tại vì ở đó là giá đã rẻ nhất rồi. Thì với lại mình đi ngoài đó mua thêm trà sữa về cho con gái lớn của mình uống. Bây giờ mình mời mọi người theo chân của mình nha. Thì bây giờ là mình đã lên xe rồi, thì bây giờ mình sẽ đi. Hôm nay thì mình đi một mình thôi, con của mình thì ở nhà. Mà ở đây á, những cái cửa hàng mà bán đồ xài á, là như hồi nãy mình nói á, là nó rất là phổ biến luôn. Ở đâu á, thì mình thấy ở đâu cũng có hết trơn á, ở đâu cũng cũng cách một khoảng không có bao xa thì lại có một cái cửa hàng giống như vậy, rất là tiện cho những cái bà nội trợ giống như mình vậy nè, đi đi mua đồ đi xài trong nhà á. Thì cửa hàng đó thì nó cũng tùy theo thôi à mọi người, có cái thì nó không có lớn lắm, nhưng mà cái chỗ mà mình gần nhà mình đang đi nè, thì ở Mã Lai á, thì đồ ăn của nó hay là rau hay là tất cả mọi thứ thì nó không có mà nhiều như Việt Nam mình mọi người ơi. Ở đây á, nhiều khi thèm đồ ăn Việt Nam lắm, nhưng mà nhiều kiếm những cái nguyên liệu nhiều khi nó không có á. Thì hồi sáng giờ á, nguyên ngày hôm nay á, thì mình cũng ở nhà để làm những công việc nội trợ thôi. Sáng sớm á, thì mình dậy để chuẩn bị cho con gái của mình đi học Ruby á. Ông xã mình sẽ chở Ruby đi, vì hôm nay cô không có chở nên là ông xã sẽ chở chở Ruby đi học xong á mọi người. Thì mình ở nhà để mà chăm sóc cô Sophia, thì mình cũng đã nấu cơm xong hết rồi, thì bây giờ mình mới rảnh nè. Thì mình rảnh xong rồi mình kêu con gái lớn của mình nó ngủ tới 1 giờ mấy nó mới dậy, thì mà dậy để mà giúp mình để coi Sophia để mình đi mua ít đồ về xài trong gia đình á. Rồi hả, bây giờ là mình mới có thời gian được một chút để vừa đi chơi vừa đi mua đồ vừa đi chơi thong thả tí xíu để mà quay video cho mọi người coi nè. Mọi người ơi, thì bây giờ mình cũng tới cửa hàng rồi. Sẽ tìm chỗ đi vào đầu xe. Thì bây giờ mình cũng đã tới rồi, thì bây giờ mình sẽ xuống nè mua ít đồ, mọi người theo chân của mình nhé. Giờ mình cũng tới cửa hàng rồi nè. Ở đây thì tiếng Việt mình kêu bằng 99, còn tiếng Hoa Hoa thì kêu bằng chiều sẽ chiều. Và bây giờ là mình cũng muốn giới thiệu với mọi người thôi, ở đây là bán đồ toàn Mã Lai,
Nếu mà mua đồ dùng là ở đây là rẻ nhất, không có ở đâu mà rẻ bằng chỗ này hết. Bây giờ mình vô tới thì mọi người, thì bây giờ đang mùa dịch á, thì mình vô mình phải kiểm tra nhiệt độ. Mình 36 độ 5, bây giờ mình cũng sẽ ghi tên họ của mình á, với lại số điện thoại. Và bây giờ thì mình sẽ rửa tay thì mình sẽ vô cửa hàng thôi. Ở góc bên này thì bán dầu gội với lại bàn chải đánh răng rồi nè mọi người. Bên này thì tả em bé, tả thì nhiều lắm luôn nè, dãy luôn. Ôi, quên nữa mọi người, ở đây họ tả cho em bé cũng rẻ hơn Việt Nam mình nữa, rẻ hơn nhiều lắm luôn. Còn góc bên kia là bán sữa rồi đó, thì mình thấy bán sốt mà để ăn xà lách nè, với lại mà sô-cô-la, với lại bơ đậu phộng để mà mình chép bánh mì ăn á, dâu rồi mình thấy đồ cũng có hết rồi. Rồi bên này thì nhất cương giấm các thứ cái gì cũng có hết, gạo nè mọi người ơi, thấy bán bánh tây các loại, bánh xốp. Và bây giờ mình sẽ lấy một hộp bánh bông thang cho con gái mình Ruby á, Ruby đi học buổi sáng á. Ở đây có bánh bắp nữa nè. Này thì xà bông, dầu xả các thứ, à, dụng cụ xài trong nhà bếp để mà mình rửa rồi đó. Ở bên này thì mình thấy có bán thức ăn cho mèo. Cửa hàng chỗ gần nhà mình là chỗ mình đang đi nè, thì nó cũng không có lớn mấy nha mọi người, nhưng mà cũng có những cái cửa hàng rất là lớn luôn. Bên này thì xà bông bột, bia nè mọi người, chất đóng nè. Sữa bắp bột nè mọi người, có mật ong nữa nè. Mà mật ong này á, mình nghĩ chắc nó pha quá, chứ nó không phải là mật ong nguyên chất đâu. Nhà mọi người thấy không, rất là rẻ luôn, chỉ có chưa được 6 đồng á, thì chỉ có 30 mấy ngàn tiền mình thôi. Còn trên này thì mình thấy có nước cam ép nè, cái nước chanh dây với lại ép thập cẩm, chanh dây với lại xoài với lại đào. Còn bên này thì cái trái này kêu bằng trái gì mình quên mất tiêu rồi. Cái này là Ribena nè mọi người, Ribena nước nho mọi người. Ở bên này thì nước ngọt các loại. Ở đây là nhà mình thì hay uống cái sữa này, soya bean meal. Cái này là nó là ngũ, như là ngũ cốc vậy đó mọi người. Mọi người ơi, bia chất đóng luôn nè, rất là nhiều loại luôn. Cái này thì ông xã mình khoái lắm ạ, nhưng mà gia đình mình chỉ enjoy là mỗi một tuần là chỉ thứ bảy thôi, thì sẽ hai vợ chồng sẽ mọi người uống vài lon để mà vui thôi, chứ không có uống nhiều. Còn trong này là bán phô mai miếng, phô mai viên với lại bơ với lại ba cái sữa như là da cút ở bên mình rồi đó, da ua. Rồi mình sẽ lấy một hộp da ua cho con gái mình. Kem thì mình thấy bán như là chả cá, tàu hũ, hay là mình thấy cá phi lê mà đông đá, với lại mà gà miếng người ta cũng chiên sẵn rồi, đông đá với lại bò bía kìa. Nhưng mà bò bía ở đây nó không có ngon mọi người ơi, mình ăn là mình tự làm không à, chứ bò bía của nó dở lắm. Thì mình thấy có bán mực nè, cá nè, tôm nè, sò huyết, nghêu đông lạnh, nhưng mà không có ngon nha mọi người. Bên này thì một tủ da ua nước, da ua
hủ thì cũng có nữa. Ở đây thường thường á là cái tủ lạnh này để rau nhiều lắm nè mọi người, nhưng mà hôm nay chắc bán hết rồi nên mình thấy không có rau nè. Còn bên này thì bán dụng cụ học sinh. Bên này là Milo nè mọi người. Mọi người ơi, ở đây ha, đặc biệt cái là Milo của nó rất là ngon. Milo của mình ngon hơn Milo ở Việt Nam. Mỗi lần mà mẹ mình ra thăm mình hoặc là mình về á thì mẹ đều dặn mua Milo đem về. Nè mọi người ơi, cái này nó như là bánh phồng tôm vậy đó. Nó làm cay cay á, rất là ngon luôn. Ngon hơn Việt Nam mình làm luôn. Thì ở đây á, thì nhiều lắm nè, mọi người thấy không, nhiều loại lắm, nhưng mà mình chỉ thích ăn hai loại này thôi. Thấy có bán hột hướng dương, sô cô la, bánh trái các loại. Nè, ở đây mình thấy nó có bán mực nè, khô mực khô nè mọi người. Nhưng mà nó không có ngon bằng Việt Nam mình. Mình lấy hai bịch đi. Ăn những cái gia vị để mà mình đi nấu ăn á. Rồi hạt sen khô hay là các thứ mình thấy có đầy đủ. Hạt điều, trứng cút, rồi trứng gà, cái gì cũng có hết. À, mọi người ơi, thì bây giờ là mình chỉ quay tới đây thôi. Quay vòng sơ cho mọi người thôi. À, mình cũng mua được có ít đồ à. Đại khái là mình chỉ muốn chia sẻ cho mọi người biết là ở Malaysia thì như thế nào, rồi mình các cửa hàng như thế nào. Thì để quay cho mọi người coi thôi, cho vui thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ra tính tiền. Tính tiền xong thì mình sẽ đi mua trà sữa cho con gái mình, trà sữa Thái Lan. Mình sẽ tính tiền á. Bây giờ mình sẽ tính tiền xong rồi mình đi mua trà sữa nha. Các Malaysia. Okay. Yeah, thank you. Mọi người mình sẽ lấy một bịch vitamin cho Ruby. Dạ, lagi satu. Okay, thank you. Hello. Hello, bạn. Tes satu. Có xong á? Dạ. Dạ, riêng tế chân châu. Sao tu? Dạ, mau chân châu. Bơ xa á? Dạ, thank you. Cô, sekolah. Hola. À, dạ. Các mà nữa? Các mà nữa? Rumah. Ok, thank you, bà. Lima ringgit lah, bang. Lima ringgit. Besar. Yeah. Ok. Nè mọi người ơi, trà sữa này rất là ngon luôn nè. Cái anh này ảnh là người Malay, ảnh bán cái trà sữa này rất là ngon luôn. Mình thích cái mà Tết là cái màu vàng vàng á. Còn con gái mình thì thích uống cái màu xanh này nè. Mọi người ơi, thấy như vậy thôi á, nhưng mà uống rất là ghiền luôn nha, rất là ngon luôn. Thì mỗi một ly như vậy á, thì ảnh bán 3 đồng Malay, mình thì chỉ có mười mấy ngàn tiền Việt Nam thôi. Mình ghiền á, ngày nào mình cũng phải uống một ly á, con gái mình cũng vậy nữa. Thank you bang, thank you. Terima kasih. Ok, bye. Lúc này trong mình có mưa nhiều không mọi người? Ở Mã Lai á, thì cái tháng mưa của nó không có giống như Việt Nam mình nha mọi người. Mà thời tiết của nó thì rất là khắc nghiệt luôn, rất là nóng. Như là trong Việt Nam mình vậy đó, có khi lên tới 30 mấy độ. Giờ mưa càng ngày càng lớn. Bây giờ thì mình tới trước cửa chung cư của mình rồi mọi người ơi.
Mọi người ơi, thì bây giờ video của mình thì nó cũng đã dài rồi. Mình cảm ơn tất cả mọi người theo dõi hết video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Bye. Bye bye mọi người.